trải quần áo đây. Rồi xe rồi đi vô luôn các bạn. Pizza Ý. Trời, qua Ý là phải ăn pizza Ý nha các bạn. Đẹp rất dễ thương hả? Này để đeo các bạn. 26.000. Oh, 26.000 euro. Yeah, it's very nice. Yeah, it's very nice. Đây, ngay chỗ cái quảng trường này có cái nhà hàng rất là rộng ở ngoài này luôn. Các bạn ăn ngoài trời các bạn. Hey, hello các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục di chuyển từ ở Capri này để mình đi đến Sorrento. Thì mình lại bắt một chuyến phà nữa các bạn để đi qua một cái chỗ nó gọi là Sorrento. Đây. Thì bây giờ là mình đang đứng đợi phà tới rồi bắt đầu lên phà để mà đi. Đây các bạn, bây giờ là mình đi cái tàu này to đùng luôn, thấy chưa? Giống như phà cái gì đó, rất là to. Đây là mấy cái bến cảng mà đây mấy cái tàu nhỏ đây. Chắc chờ đi tour, nếu các bạn đi tour thì chở mấy tàu nhỏ. Còn đây các bạn di chuyển qua lại thì các bạn đi mấy cái tàu, nó nhiều đây, nhiều phà lắm các bạn. Oye, uno viviendo aquí. Uno viviendo aquí, viene. Đâu? Đây là từ cảng Capri nha. Bây giờ mình sẽ đi qua Sorrento. Sorrento là một cái địa điểm nào đây thì chúng ta sẽ được biết trong vài phút tới các bạn. Đây cái phà to. Ủa, các bạn nhìn thấy rất là an toàn ha. Đó, rất là an toàn. Wow. Cái phà này to không? Prego di qua. Ok, thì bây giờ phải đi lên. Ở dưới là như lái xe nó vô các bạn, ở dưới là nó chở xe nữa. Còn người là ở trên. Nó giống như mấy cái phà mà hồi đó ở quê mình với Bến Tre. Rồi, đây trong này có ghế ngồi cho các bạn nữa nha, phà. Các loại phà này nọ đó. Mấy cái tàu bên này nó lớn lắm. Cho nên các bạn là các bạn có ghế ngồi luôn. Wow, có 3 tầng. Tầng ở dưới là nó chở xe. Tầng thứ 2, thứ 3 là người ta ngồi ở trên này. Có bán nước luôn các bạn ạ. Đó, có nước uống ở đây luôn. Có bán mấy cái bánh ăn vặt nữa, croissant nữa. Có cà phê nước uống ở đây. À. Xe là ở dưới các bạn ha. Wow, gió quá trời luôn. Các bạn. Rất là nhiều cái gió các bạn ha. Đây gì rồi. Alright các bạn, thì đây là Sorrento. Cách Capri khoảng 25 phút đi phà các bạn. Rồi thì nó cũng là một cái bán đảo. Đây là một bán đảo các bạn. Ở đây gió rất là mạnh các bạn. Gió rất là mạnh. Đây chiếc phà. Rất là to luôn. Ok. Wow, nước rất là đẹp các bạn. Nước xanh. Ok, thì mấy cái khu này, khu nào cũng đẹp hết trơn. Qua wow, các bạn thấy mấy cái vách núi không? Mấy cái vách núi đó là mấy cái nhà ở trên đó luôn. Nhà hay khách sạn thì nó xây trên đó luôn các bạn, thẳng đứng luôn. Wow. Đi.
Trento. Đẹp luôn. Ok các bạn thấy mấy cái tòa nhà ở đây không? Rất nhiều tòa nhà cũ nằm ngay cái vách núi luôn. Kiểu như là lâu đài ngày xưa các bạn. Victoria bên kia. Đó, mấy cái ngôi nhà này cũng kiến trúc rất là cũ, nhưng mà những cái vách núi bên này rất là cao các bạn. Vách núi bên này rất là cao, còn ở phía bên Capri á, thì nó không có nhiều vách núi cao bằng. Nhưng mà cái bên Capri thì các bạn thấy có rất là nhiều những ngôi nhà dễ thương, cái cảnh mà nó dễ thương hơn. Đấy. Còn bên này là nó đẹp hơn, một cái kiểu ngoạn mục các bạn ha. Đó. Thì những vách núi này rất là cao và thẳng đứng luôn. Rồi. Và những cái nhà hay là những cái có những cái thành nữa các bạn, của những cái kiến trúc của những cái thế kỷ hồi trước. Các bạn thấy nó xây sát ở ngay cái vách núi này luôn. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi lên một chiếc xe nhỏ nữa, kiểu này giống như gọi là xe trung chuyển á. Đó, thì xe này sẽ chở các bạn tới một cái địa điểm nào đó, người ta sẽ thả xuống. Thì để coi người ta sẽ chở mình tới đâu đây. Mình sẽ review các bạn tiếp cho bạn xem. Thành phố Sorrento này các bạn là một cái thành phố biển ở trong cái vịnh Naples ở của cái miền nam nước Ý này. Thì như mình nói ở cái video trước, mà khi các bạn coi video mà ở tại Capri đó, thì đây là cái khu vực gọi là Naples, thì nó nằm ở miền nam nước Ý các bạn. Thì đây là những cái khu vực rất là đẹp luôn mà người ta đi du lịch rất là nhiều, thì Sorrento, Capri hay là Amalfi đó, hay là Bostanio. Thì đây là một cái thành phố du lịch, cũng là nơi mà nghỉ dưỡng luôn các bạn, thời xa xưa mà lúc mà còn là đế quốc Hy Lạp và sau này á, là đế chế La Mã các bạn. Thì nó cũng trải qua một cái lịch sử rất là lâu đời rồi và rất là nổi tiếng ở khu vực này. Thì cái khu vực mà thành phố Sorrento này các bạn, nó nằm ở trên bán đảo Sorrentine. Thành phố Sorrento này các bạn, nó cũng sở hữu cái đường bờ biển đẹp nhất thế giới luôn, với những cái vùng vịnh đẹp nó nằm bao quanh ở đây, rồi những ngôi nhà rất là nhiều màu sắc nằm treo leo ở trên vách đá. Thì đây cũng gọi là, có thể gọi là cái đặc sản hương vị Ý mà đặc trưng ở cái khu vực Sorrento này các bạn. Và cái địa điểm mà Sorrento này các bạn, nó cũng rất là đặc biệt luôn, và hầu như rất là nhiều những cái đế quốc cũng như là những cái đế chế hùng mạnh ngày xưa nó đều đến cái khu vực này để mà đô hộ các bạn. Ở cái khu vực Địa Trung Hải này nè, chẳng hạn như lúc đầu á, thì là nó được người Hy Lạp tới đây họ xây dựng thành một cái thành phố nghỉ dưỡng, tức là đế chế Hy Lạp ngày xưa. Rồi ở đây thì cũng có là những cái thánh đường hay là những cái nhà thờ rất là nổi tiếng, hay là thờ thần Antenna hay là thần Serens, Mỹ Nhân Ngư đó các bạn. Cái đền thờ mà Mỹ Nhân Ngư đó là cũng là cái đền thờ mà duy nhất còn tồn tại ngày nay ở trong thế giới Hy Lạp luôn các bạn. Lịch sử của cái thành phố Sorrento này các bạn thấy là có rất là nhiều dấu ấn của nhiều những cái đế chế lớn ở cái vùng biển Địa Trung Hải này, chẳng hạn như là Hy Lạp nè, La Mã, đế chế Byzantine nè, đế chế Ottoman và rất là nhiều những cái đế chế khác. Và cuối cùng vào năm 1799 thì Sorrento này thuộc quyền cai trị của Cộng hòa Napoli. Và năm 1861 các bạn, thì cái Sorrento này nó nằm thuộc Vương quốc Ý, tức là nó nằm trong lãnh thổ của nước Ý. Thì từ cái thời xa xưa, giống như lúc nãy mình nói khúc đầu, thì cái thành phố Sorrento nó là một cái thành phố nghỉ dưỡng rồi. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà bắt đầu nó sáp nhập vào Ý đó, thì nó vẫn giữ được cái địa vị thế là một cái thành phố biển nghỉ dưỡng rất là đẹp và nổi tiếng. Và nước biển ở đây các bạn rất là trong xanh luôn, như các bạn thấy mà lúc đầu mình vừa xuống cái phà đó, thì các bạn thấy là nước ở đây rất là trong xanh và đẹp. Đời sống ở đây cũng yên bình và thành phố nhỏ đẹp, rất là quyến rũ các bạn. Và những cái cung đường mà uốn lượn ở theo những cái vách núi thì quá là tuyệt vời luôn. Mà chỗ này nha các bạn, ở thành phố Sorrento này có rất là nhiều những người nổi tiếng, gọi là những người giàu có và những người nổi tiếng họ đến đây để mà nghỉ dưỡng các bạn. Ở đây có một cái quảng trường, thì cái quảng trường này rất là nổi tiếng các bạn, nó tên là Piazza Tasso. Đó, thì đây là một cái quảng trường này rất là nổi tiếng tại Sorrento này. Thì quảng trường này có quán cà phê, nhà hàng, rồi có những cái khu mua sắm, hay là những cái quán cà phê để người ta ngồi uống cà phê, hay là những cái hàng quán người ta bày ở phía trước. Thì ngay cái chỗ này là cái quảng trường các bạn, tên là Piazza Tasso, một cái quảng trường rất là nổi tiếng tại cái khu vực Sorrento này các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái con đường mua sắm, những cái con đường nhỏ rất là dễ thương, và những cái kiến trúc cổ từ những cái đế chế ngày xưa
nó còn sót lại và vẫn còn nằm ở đây để cho các bạn đi tham quan. Các bạn thấy là những cái con đường mà đi bộ ở trong này nó rất là đẹp đúng không? Đó, người ta xây hai bên là những cái shop mua sắm hay những cái quán cà phê, rồi những cái nhà hàng thì các bạn có thể là order pizza hay là những cái món ăn của Ý, mì Ý ở đây cũng được. Thì nói chung là cảnh rất là đẹp các bạn và yên tĩnh nữa. Thì cái chỗ này giống như là con đường đi bộ đó, các bạn có thể đi vô đây ngủ cà phê rồi đi mua sắm luôn cũng được. Thì hiện tại là Covid cho nên thì các bạn thấy nó cũng còn khá là vắng. Tuy nhiên thì mà cái thời gian trước Covid hoặc là có thể là sau này, sau Covid thì chỗ này sẽ rất là đông khách trở lại các bạn. Đó, đi vô đây nữa thì các bạn thấy có những cái con hẻm, con hẻm rất là nhỏ trong này luôn. Thì các bạn có thể đi vào đây. Thì ở trong những cái con hẻm này là người ta để đồ bán ở trong đây luôn các bạn. Đó, rất là nhỏ và dễ thương ha. Đó, người ta treo đồ hai bên bức tường luôn để mà bán đồ ở đây, rồi bán nón, vải, quần áo ở đây. Rồi xe rồi đi vô luôn các bạn, xe đạp đi vô rất là dễ thương ha. Đó. Thì đây cũng là một cái đặc điểm rất là nổi tiếng với là đặc trưng của Sorrento các bạn, những cái con hẻm nhỏ như thế này. Rồi bên trong này họ cũng có những cái quán cà phê nhỏ nhỏ để các bạn uống cà phê nữa. Rồi họ cũng bán đồ ở trong này luôn, nhưng mà các bạn thấy thì nó rất là sạch các bạn. Ờ, người dân họ giữ vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Có cái nhà hàng nhỏ nhỏ trong đây rất là dễ thương. Ờ, kiểu kiểu như các bạn thấy cũng giống như ở Việt Nam đúng không? Ờ, bán nó đủ thứ luôn. Đó, khi mà tới đây các bạn nhớ uống nước chanh nha các bạn. Limoncello hả các bạn? Cái đây là một cái loại nước uống rất là đặc biệt luôn. Thì của cái khu vực người dân ở đây mà khi mà chẳng hạn như họ sau khi họ ăn xong á, họ uống cái nước này để mà giúp cho hỗ trợ cái việc tiêu hóa thức ăn các bạn. Đó thì nó kiểu như là nước uống có cồn các bạn. Đó, nó pha các loại mùi chanh này nọ đó. Đó thì rất là gọi là cái gọi là đặc sản luôn. Một cái loại nước uống đặc sản tại cái khu vực này các bạn. Ở ngoài này nữa các bạn thấy là người ta ngồi ăn ở ngoài này rất là nhiều không? Ở trên người ta che tấm bạc để cho nó mát các bạn. Rồi có một cái nhà hàng ở đây. Rồi ở trong đây nữa thì các bạn có thể đi vào nó mua sắm hai bên luôn nè. Đó. Rất là nhiều du khách họ tới đây các bạn. Mặc dù thì hiện tại đang là Covid đó, cho nên thì các bạn thấy nó khá vắng một chút. Mà sau này mà Covid xong rồi thì các bạn thấy thì cái khu vực sẽ rất là đông đúc trở lại các bạn. Rồi các bạn thấy mấy cái tiệm tạp hóa không? Mấy cái tiệm giống như là bán đồ đủ thứ loại đặc sản ở đây luôn. Hình như mình nghĩ là Limoncello á. Đó thì các bạn có thể mua uống. Ây, phía trước đây là các bạn thấy là những cái shop bán đồ da của Ý luôn các bạn. Nằm hai bên luôn. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái trong cái thành này. Các bạn thấy không? Mỗi cái thành này có cái cổng. Thì các bạn thấy y hệt trong những cái bộ phim mà các bạn coi ngày xưa. Ồ, các bạn thấy không? Đây, những cái bức tường thành này của thời La Mã ngày xưa. Thì cái chỗ này nó bị bể cho nên người ta làm cái đầu chống lại các bạn, để cho nó không có bị rớt xuống các bạn thấy không? Người ta bảo tồn rất là hay luôn. Người ta bảo tồn các bạn, không có để nó sụp đổ thêm nữa. Đây, rất là dài luôn. Thì các bạn tưởng tượng đến ngày xưa thì trong đây là người dân sống ở trong này các bạn. Đó, nhưng mà mấy cái này là người ta mới xây sau này, nhưng mà ngày xưa là các bạn thấy không? Sống thì người dân ở trong thành thì sống ở trong. Yên bình quá các bạn, rất là yên bình luôn các bạn. Ở đây có mấy cái shop ở đây để chúng ta mua sắm ở đây cũng được luôn. Wow, các bạn thấy con đường này không? Rất là đẹp. Nhìn thẳng đó là các bạn sẽ thấy núi luôn. Đây có mấy cái tháp chuông ở đây nữa. Rất là nhiều tháp chuông ở thời mà La Mã, thời phục hưng ngày xưa các bạn. Đây những kiến trúc rất là đặc trưng ở khu vực Địa Trung Hải. Các bạn hiện tại thì mình ăn trưa ở một cái nhà hàng tại Sorrento. Salad tiếp tục. Vô đây chân salad trước giống như cái kiểu mà bạn biết không, phương Tây là ăn vậy. Salad trước ăn cái nhẹ trước. Bắt đầu mới vô cái ăn món chính. Rồi. Ở đây rượu. Chai rượu để hôm nay cũng hơi bị vui nha. Đây rượu đỏ đây các bạn. Rồi thử cái nha. Đây rượu Ý hả? Mạnh lắm nha. Mạnh lắm hả?
cái độ chát của nó nhiều nha, độ chát nhiều lắm vậy. Nhưng mà ok, các bạn vừa ăn vừa uống. Nghe rất là dễ thương luôn, nằm trên núi luôn á. Nằm trên mấy cái triền núi các bạn. Trong đây á, đường cong cong uốn lượn rất là đẹp. Capri Sorrento, các bạn nên tới. Từ Capri đi qua Sorrento 20 phút đi phà thôi. Trên rất là thuận tiện. Đặt, các bạn có thể đặt khách sạn tại Capri, sau đó ở tại Capri xong đi qua Sorrento chơi, xong rồi đi về lại Capri cũng được, whatever. Nhưng mà hai cái chỗ này rất là gần nhau. Ngoài ra còn một cái địa điểm nữa chính là Pompeii các bạn. Ok, thì sau khi mà Sorrento xong mình sẽ đi qua Pompeii. Ok các bạn, thì trong cái rễ salad ở bên này thì mình thấy thì ở bên ý ăn mấy cái nhà hàng luôn, giống như là đi tour như ta kêu giống cùng một kiểu hay gì á. Thì mấy cái salad này các bạn thấy cải nè, lettuce nè đó, rồi cà chua, rồi cà rốt, rồi hôm bữa có mấy trái ô liu nữa nhưng mà ở đây không thấy ô liu đấy. Rồi xong rồi người ta chan, hình như là chan cái dầu ô liu lên các bạn cho nó ướt ướt ha. Rồi có mấy cái cải tím nữa này này đó. Đây các bạn thấy thì đa số những cái nhà hàng ở bên Ý, mình ăn bên Ý chỗ này nè, là lúc nào họ cũng ăn bánh mì các bạn đó, lúc nào họ cũng có bánh mì họ ăn hết trơn này. Rồi chẳng hạn như mỗi khi mà các bạn vô nhà hàng thì người ta sẽ đem cho bạn một cái rổ bánh mì để các bạn ăn, ngồi ăn không vậy đó. Rồi ha, có bơ để các bạn chét lên bơ các bạn ăn. Rồi ăn salad, tức là ăn kiểu ăn nhẹ trước xong rồi món chính mới ra. Thì mình nghĩ là họ ăn cái gì các bạn, nó có đơn giản, không có kiểu như là chẳng hạn như nước sốt này nước sốt nọ rồi các kiểu nấu cũng đơn giản đó. Alright các bạn, pizza Ý, trời qua Ý là phải ăn pizza Ý nha các bạn. Và pizza Ý các bạn, bây giờ mình thử một test một cái cho các bạn biết. Alright, rồi giờ để qua đây đi, để qua chị đi. Em bấm một cái đi, em cắt cái đây nè. Mê khai bà bếp bơ. Pepper. Pepper. Can I have a 3 euro now? Yeah. Can you pay now this? Can you pay now this? Pay now. Can you? Okay. 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 No, US dollar, no card, just euro. Bắt đầu cái pizza rồi bây giờ là không có trả tiền khác được. Mình đâu có đủ tiền. Only US dollar. Có đứa nào đổi trong nhóm, đứa nào đổi không? Pizza. Thank you very much. Thank you very much. Sorry about that. We don't have any euro left now. Sorry. I'm hot on Rome. We say in Italy, we have need the euro, not dollar. Right. In Italy, you don't like the dollar. Oh. You're right. Ok, cuối cùng thì cũng cho mình trả thẻ các bạn. Ok, bây giờ mới được review cho các bạn luôn á. Tại vì nãy giờ đâu dám ăn đâu. Alright. Hiểu rồi, mình sẽ cắt cái này ra. Alright. Đây là pizza các bạn. Các bạn ăn pizza rồi đúng không? Bây giờ pizza hot, pizza Domino đó mình không biết, nhưng mà đây là pizza của Ý. Ok, làm tại Ý luôn. Mình phải nói cho bạn biết là pizza Ý nó rất là mỏng. Đây. Nhưng mà nó nướng các bạn là nướng bằng than chứ không phải là nó chơi nướng bằng mấy cái lò. Đây. Ồ, ở đây có đồ ăn riêng cho mình nữa kìa. Dạ, chứ sao. Dạ, thank you sir. Chào. Thank you. What is it? Cannelloni. Cannelloni. Yes, with the cheese. Giống như pasta vậy đó. Pasta như cái gì? Pasta. Cannelloni. Đó, cũng là món Ý luôn. Nhưng mà đang review cái pizza ăn cho hết. Nó rất là mỏng các bạn. Thứ nhất là không có ngán. Nhưng mà cái miếng pizza rất là ngon, ăn không có ngán các bạn. Ăn không kiểu ngán. Để thử cái bên này thì giòn. Cái phần này á, cái phần bột rất là giòn. Rất là giòn luôn, giòn đậm luôn. Ngon. Mỏng giòn các bạn.
đi xa là order riêng nha, còn đi tour là có điều chung cái này á, tour nó không có bao bây giờ mình phải order riêng nha các bạn, ăn review với các bạn luôn dễ ý. Còn là đi chung không? Còn cái này á là của tour là bao bao cái này, còn này không có bao, pizza không có bao. Rồi em bị giấy đủ ý được mày. Rất là ngon. Không phải pizza của Mỹ đâu nha, ok. Các bạn mà ăn pizza Hut, pizza Domino, whatever pizza, món này khác liền. Ngon quá. Cái nó mỏng nhưng mà nó dai các bạn. Nó mỏng nhưng mà làm rất là dai, còn cái phần mà rì ở ngoài này rất là giòn. Tức là ở dưới thì nó dai, mà cái rì thì nó giòn mà rất là mỏng. Ăn các bạn không có ngán. Perfect. Bà không ăn. Bà nó ăn. Cái này là cái món nãy đây ông nói đây, nói cái quên luôn không biết. Đây. Ở bên trong nó có cái gì nữa không biết nữa. Trời. Ở bên trong nó rất là béo. Hello. Trong rất là béo luôn. Ngon á. Này ngon các bạn. Đây cắt ra cho bạn nè. Đó. Thấy không? Bên trong nè. Rất là béo nha. Perfecto. Coffee time. You had tea? Not tea. Only coffee. Only coffee in Italy. Italy. Come to Italy, set coffee. Okay, bánh này các bạn hả? Lấy em coffee time, signora. Coffee for you? A cappuccino. Prego. Right. Okay. There you go. Coffee time. Ok, qua bên Ý là ăn kiểu Ý. Ok. Không biết kiểu Ý sao mà giống vậy nè. Đó, gọi là kiểu Ý. Ok, bây giờ ăn thử cái bánh này đi. Alright, đó. Đây là cái bánh. Giống như apple pie các bạn hiểu không? Giống vậy á. Cà phê đen luôn, rất là thơm các bạn. Cà phê này thơm lắm á, rất là thơm. Thơm mà đắng, ngon ha, mà ngon, đúng chất cà phê luôn. Ok các bạn, một cái lưu ý mà khi mà các bạn tới châu Âu á, thì mà các bạn muốn mua mấy cái đồ lặt vặt ở bên ngoài hay cái gì đó, là mấy cái chẳng hạn như mấy đồ bán hàng rong ở bên ngoài, mấy cái đồ quà lưu niệm á, thì rất là nhiều chỗ họ không có muốn lấy đồng đô la, cái đồng tiền đô la, tại họ không thích đồng đô la ở bên này. Thì các bạn nên chuẩn bị tiền euro để mà đem qua đây xài, thì ít nhất các bạn phải đổi ra một mớ để các bạn có tiền mặt, mà tiền euro để mà trả cho mấy cái lặt vặt. Ok các bạn ha. Rồi tuy nhiên thì cũng có một số những cái nhà hàng gọi là những cái chỗ làm ăn lớn, hay là những cái nhà hàng lớn, hay là những cái chỗ nào lớn thì đương nhiên là họ có nhận thẻ, thì các bạn trả thẻ là ok rồi. Nhưng mà trường hợp mà chẳng hạn những chỗ nhỏ đó họ không có nhận thẻ thì các bạn vẫn có tiền euro để mà các bạn xài. Cho nên khi các bạn đi châu Âu thì các bạn nhớ là đem đổi ra một số tiền euro, tiền mặt để mà đem qua đây xài nha. Thì ở đây nó có một con đường rộng hơn các bạn. Con đường bên này nó rộng hơn, là chuyên bán shop thời trang, mấy cái shop bán đồ bên này. Đó, dọc theo các bạn nữa, rất là đẹp không? Đó. Bánh kem. Đó, gelato các bạn ha. Qua Ý nha, ăn kem gelato nha. Gọi là kem Ý thôi chứ không gì. Đây, mấy cái shop bán đồ.
có rất nhiều những cái hiệu lạ luôn. Bên Ý này, hai bên là cũng có nhà hàng luôn để các bạn có thể ngồi ăn ở đây. Đấy. Nói chung cái khu vực này rất là dễ thương. Đây, các bạn nên đến Naples nha. Naples là bao gồm mấy cái đảo gần gần ở đây. Chơi ở đây mấy ngày là rất là đẹp luôn, lãng mạn, thư giãn, đẹp, mua sắm các bạn ha. Đây là thời tiết mà gọi là lý tưởng luôn á, gọi là mùa thu, vừa vào mùa thu đi là các bạn đi được rồi. Tại vì bên châu Âu này là các bạn biết là gần ngay chỗ đảo nữa, cho nên nó sẽ lạnh hơn, nó có gió đó, gió ngoài biển vô cho nên nó hơi lạnh một chút, chứ thực sự vẫn là đang mùa thu các bạn. Đây, ngay chỗ cái quảng trường này có cái nhà hàng rất là rộng ở ngoài này luôn, các bạn ăn ngoài trời các bạn. Thời tiết mát mát se lạnh một chút nữa, còn gì bằng. Đây mấy ông người Ý là hút một điếu thuốc nữa là thôi, kiểu như rít một điếu thuốc lào cho ấm không ạ. Nhưng mà rất là đẹp. Đây một chiếc xe SH ở đây mà thấy không, Ý các bạn chạy xe máy nhiều lắm. Wow, đây bán cái gì bạn, có một cái tiệm bán cái gì quá trời, quá trời xéo luôn kìa, bán nhiều quá trời của cái khu vực Sorrento các bạn. Wow. Oh, mấy cái này đẹp quá vậy, đồ đá hả, đẹp quá các bạn. Wow, đẹp rất dễ thương hả, này để đeo các bạn. Mười mấy euro hả, mình sẽ đi coi cái này. Ba mươi lăm euro cái này. Ô, cái này 80 euro luôn. Mấy cái tiệm này ở trong shop á, cho nên bán đồ mắc hơn. Nếu mà các bạn 80 euro, 80 euro cái này hả? Yeah. Ba mươi mấy, mấy cái nhỏ nhỏ ba mấy. Mà mấy cái này nếu mà mình tìm được ở ngoài á, nó bán rẻ hơn. Yeah. Còn ở trong shop là lúc nào các bạn biết không, người ta dẫn đến mấy cái shop này á, là để đồ ở trong đây á, là bán mắc hơn ở bên ngoài. Cho nên nếu mà tìm được ở ngoài các bạn mua cũng được, trả giá luôn thì có nữa. Còn ở trong đây là giá là dán nhiều là bán nhiều đó. Rồi, wow, bán mấy cái đá này rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Rồi, người ta vô đây mua rất nhiều. Wow, ceramics, bán ceramic. Báo xuống đây coi nè. Wow, mấy cái bàn đá ceramic. Yeah. Wow, này bán mấy cái bộ bàn đá ceramic các bạn. Thấy chưa? Wow, đẹp ha. Trời ơi, ngoài xuống đây là mê luôn. Ba nào mà mới mua nhà là vô đây mê luôn á. Kiểu châu Âu, nhiều hoa văn hả? Kiểu Ý. Giá nằm đâu nè. Đây có giá nè. Đây, cái bàn này để các bạn để mấy cái chậu hoa đó, 1.500 euro. 1.500 euro mấy cái bàn này. Nhằm khi nó dán ở đâu á, hiểu không? Nhằm khi bàn mấy bàn to quá. Cái nhỏ xíu kia 1.500 euro rồi thì mấy cái này các bạn nghĩ nhiều. 26.000. Oh, 26.000 euro. Là chưa tính cái con đại bàn này, con đại bàn này gì? Là riêng nè. Chưa tính ghế. Dạ yeah, đúng rồi, chưa tính ghế luôn. Con đại bàn này là 1.130 euro. Mà rất đẹp ha, đẹp dễ sợ. Đá ceramic lining gì đó luôn. Cái này nó coi. Đá bạn. Cái tiếng nó vang thế luôn. 3.200 euro. Trong đây là bán ceramic lining, lần đầu đá trong này không. Cái bàn này là mát nè. Đẹp quá. Để đồ ăn ở đây quay hả. Oh, look at this. Cái bàn này bàn xoay. Đây các bạn.
Đẹp quá. Đẹp luôn. Làm rất là sắc sảo các bạn, rất là sắc sảo luôn. Cái này là không được đụng vô, bị điện giật ha. Do not touch luôn. Cái này không cho đụng vô. Cái nào để các bạn thì không đụng vô thôi. Này để trang sức hả? 3.600 euro. Đẹp quá. Hello. Hi, how are you doing? Hi, okay. You ship everywhere in the world. Where are you from? America. So, yeah, doesn't matter, right? It's no. Money matter. we ship, but no, the ship is including the price. Okay. The big oh, including? Yeah, half. If you show me what it's like, I can tell you. Oh, okay. For example, like how much did we ship to America this one? 26,000. Include the shipping? Include the shipping. Oh, like to anywhere, doesn't yeah. matter the price is included. Oh. Nói là cái giá 26,000 là bao gồm ship luôn, ship đâu cũng được luôn. Oh. Thì là nâng giá là dữ lắm. Right. Yeah. Yeah, it's very nice here. It's very nice. Yeah. 1,005 delivered. So is it made here in Sorrento? Yes, only down in Overland is made here. Oh, okay. Only in Sorrento. Oh, only in Sorrento. It's really nice here. Yeah. It's okay. Impressive. Coi đây bán gì nữa đây. Wow, mấy cây gậy hả? Mấy cây gậy này 300 euro các bạn. Dành cho mấy lão Phật gia đồ chống gậy đây chắc hả? €20. Bình thường các bạn biết không, mấy cái tour này nó dẫn đến mấy cái shop không à, kiểu như gọi là connect với nhau, các bạn hiểu không, có qua có lại. Chứ mà bây giờ dẫn khách tới mua hết mấy cái hàng rong ở ngoài thì mấy cái chỗ này dẹp rồi. Chỗ này ăn đa phần là du lịch các bạn, du lịch, khách du lịch tới. Đây mấy cái hộp này, wow, bên trong là da luôn hả. Cái này 120 euro các bạn, rất là đẹp không. 120 euro, woodworks linen ceramics, Sorrento Italy, làm ở đây luôn ha, đồ thủ công của Sorrento. Rồi dễ thương quá. Nghe cái tiếng thôi. Excuse me. Wow, ở đây đã có nguyên một cái bàn luôn. Chúa Giêsu. Cái này là không được đụng vô. Ở đây có bán mấy cái bộ cờ vua đây luôn các bạn. 250 euro. Rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp luôn các bạn, làm bằng đá. Quá đẹp luôn á, rất là đẹp luôn. Beautiful, you see the chest? Beautiful. 250. It's around 2-3, yeah. Oh, oh yeah. When you open it, you close it, you hear the sound. Oh. Maybe you can feel it. Yeah. What's the price? It's really nice. It is really nice.
Wow, bạn này bán nguyên một cái nguyên giải này là bàn cờ vua không các bạn. Cờ tướng là không bán ở đây rồi, tại vì bạn biết là cờ tướng là nằm bên Trung Quốc, Việt Nam rồi chơi, chứ bên này người ta không có biết về cờ tướng gì. Thì bán cờ vua thôi. Đây mấy con chó này luôn, cái tượng chó này. It's a rabbit. Oh, so cute. This is mochi. We can do like a piggy bank with this, you know? This is melon. Melon, yeah. Look at the face. That's yours. Yeah, that's mine. Yeah. The other one right away. Where's Luna? Looking for Luna. Looking for Luna somewhere. No, Milo ran away. Huh? You wanted to go? Milo, the boy ran away. Milo loves him. He just got lost. Forever, dog. Yeah. Forever stay with you. No maintenance. Yeah. Left, right. You're like my mom. She was just lost. Chó đốm nè. Mấy con hổ con nè, dễ thương. Ah, Luna here. Luna. It's Luna right here. Look at her face. Đây con chó của Angel các bạn. Bulldog, French Bulldog. Mấy con như này, mấy con Bulldog nè. Con ở trên là French Bulldog, dễ thương không? Oh, thời tiết rất là đẹp các bạn ơi, mát quá. Rất là đẹp luôn. Beautiful weather. Very nice weather luôn. Ở đây chạy xe đất nhiều quá. Đấy. Audi nè, BMW nè, Mercedes. Rồi có Fiat nè, xe của ấy rồi không nói. Ristorante là restaurant đó các bạn. Nhưng mà ristorante là tiếng Ý. Đẹp quá, thời tiết đẹp, nhà cũng đẹp, kiến trúc đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn. Cho nên rất là thoải mái, thư giãn dễ sợ. Đi bộ mấy khu phố cổ.